những cuộc ẩu đả không chỉ gây mất trật tự an ninh mà còn để lại hậu quả nặng nề nguy hiểm đến tính mạng mới đây chỉ vì nhắc đầu xe sai vị trí một bảo vệ quán bar ở huế đã bị nhóm thanh niên lao vào tác động vật lý đến mức phải nhập viện ngày 30 tháng 9, thượng tá phạm trung chính phó trưởng công an thành phố huế thừa thiên huế cho biết cơ quan này đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh triệu tập lấy lời khai nhóm đối tượng gây ra vụ ẩu đả trước quán bar vegas số 79 81 đường bà triệu Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 23 giờ ngày 29 tháng 9, một nhóm thanh niên chạy xe đến quán Ba Vegas để vào chơi. Một người trong nhóm thanh niên này để xe không đúng vị trí, nên bảo vệ quán nhắc nhở và nói sẽ giúp đưa xe đến nơi đậu đổ. Tuy nhiên, nam thanh niên này thách thức và lao vào động tay động chân với bảo vệ. Lúc này, nhóm bảo vệ nhân viên của quán Ba Vegas chạy ra can ngăn và gây nên vụ ẩu đả giữa hai bên. Công an thành phố Huế triển khai lực lượng, phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh, nhanh chóng đến hiện trường, giải tán đám đông và khống chế các đối tượng liên quan đến vụ việc. Được biết, vụ ẩu đã đã khiến một bảo vệ của quán Vegas bị đánh, thương tích ở mắt phải nhập viện điều trị. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Việc nhóm người ẩu đã lẫn nhau giữa khu vực công cộng thể hiện sự coi thường, bất chấp luật pháp tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để kịp thời nhắc nhở giáo dục răng đe và hạn chế tối đa những trường hợp tương tự có thể xảy ra